buổi trưa ngày thứ bảy, ngày 16 tới tháng 12, Tony đang đứng ở trong cái quán mì gõ. Mì gõ này là mì gõ Sài Gòn đúng quý vị, tức là nguyên thủy xuất xứ từ nửa thế kỷ trước ở Sài Gòn á. Nhưng mà cái quán mì này nó nằm ở trong cái thành phố Tony đang sinh sống, đó là thành phố Houston, tiểu bang Texas. À, đi ăn trưa, đi ăn mì gõ, hôm nay đi ăn mì gõ rồi kìa. Quán nhỏ nhỏ xinh xinh quý vị nha. Rồi bây giờ Tony đã order mì gõ nè, tim nướng nè, mè nướng nè. Bây giờ mời quý vị review với Tony Lê nha. Đây là cái menu của quán mì gõ nè quý vị. À, có cà phê muối nữa quý vị ơi. Tony Lê chưa bao giờ uống cà phê muối, nhưng mà sáng hôm nay uống một ly cà phê rồi, thành ra thôi đợi ngày khác đi, ngày khác chạy lên đây để thử cái cà phê muối là gì vậy. Nghe trên đời nhưng mà chưa bao giờ thử. Không lẽ cà phê bỏ muối sao trời. Từ xưa tới giờ Tony Lê nhớ là từ lúc mình sinh ra tới giờ nửa thế kỷ cà phê bỏ đường nữa, chứ đâu ai bỏ muối đúng không. Kệ đi, bữa nào lên thử đi rồi biết nha. Bữa nào Tony Lê chạy lên review cho quý vị xem. Ở đây là cái menu về thức uống, còn bên đây là thức ăn nè quý vị nè. Mì gõ theo phong cách của Sài Gòn ngày xưa đó quý vị. Quán mì này nó có cũng 5 năm nay rồi. Lúc mới khai trương là Tony Lê có lên review với anh Coleman, CEO của công ty Điền Quân á. Người chủ quán mì gõ này là cũng bạn của Tony Lê luôn, ở trong cái thành phố của Tony Lê. Đây là tim nướng nè quý vị. Tim nướng này không biết tim người hay là tim tim ai đi, hay là tim gà. Chắc tim gà quá. Còn này mề nè quý vị. Này chắc cũng không phải mề người đâu, này mề gà luôn quý vị ơi đó. À, thấy chưa? Hai đĩa mề nướng, tại vì Tony Lê thích ăn đồ nướng. Cái gì nướng là Tony Lê thích à? À, nói nôm na cái gì nướng cũng được. Doesn't matter. Bất kể bộ phận nào mà nướng là Tony Lê thích thôi. À, nhưng mà cái này của con gà nha quý vị, nhớ kỹ nha. Tony Lê chỉ ăn gà thôi nha. Right here quý vị. Đây là tô mì gõ nha. Mì gõ này là mì gõ Sài Gòn nhưng mà nó ở Mỹ nha quý vị. Thì Tony thích ăn mì gõ khô, thành ra cái chén súp là nó để riêng. À, nhìn cái chén súp mà coi như bốc khói thấy đã quá. Cái này thịt heo nha quý vị. Thịt heo nè. Thích nhất là những cái cục tép mỡ nè. Right here. Mình thích ăn mì gõ là tại vì có tép mỡ đó quý vị ơi. Kế bên thì nó gồm có một cái chén chanh, chén ớt, trời ơi đã quá. Một bữa trưa nhẹ nhàng của Tony Lê ở Mỹ nha quý vị. Nhẹ nhàng như con đàn thôi. Ăn buổi trưa này xong cái tới tối ăn chén cơm với miếng nước tương nó xong hết ngày đó. Nhìn nè quý vị, nhìn cái kết quả nè quý vị là hiểu rồi, gì sạch sẽ luôn, không còn một cọng mì luôn. Nước súp cũng vậy đây. À, còn có một chút xíu nước súp đây. Nhưng mà bây giờ á thích ăn đồ nướng quá, thành ra phải order thêm hai cái mề nướng nữa và hai cái tim nướng nữa. Dạ, thấy kiều dẹp đó, thấy chưa. À, đồ nướng là Tony Lê hảo lắm. Tổng cộng là nãy giờ ăn 4 phần đồ nướng, tim 4 phần đồ nướng, mề ăn xong này ngán mề một năm, ngán tim một năm luôn bà con ơi.